chỉ các idol Việt Nam giàu ú ụ mà gia thế của các idol K-pop còn khiến anh em phải sốc ngang sốc dọc nữa cơ. Để không phải tưởng tượng độ giàu có thì chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Câu 1, bạn có biết bố của chị Lisa làm nghề gì không? Siêu đầu bếp nổi tiếng ở Thụy Điển, bố của chị Lisa hiện đang công tác ở nhiều nhà hàng khách sạn cao cấp nhất trên thế giới. Chà chà, có ông bố giỏi cỡ này thì bảo sao Lisa không xuất chúng cơ chứ? Con gái bố tí là con gái rượu, tí cưng như chứng, tí hứng như hoa, tí má thương con đứt ghen đứt cục tình, làm chuyện gì để tí má lo nha cục về. Nơi con gái như là bao bối, như dây lụa đào cành vàng lá ngọc lâu cành vàng. Câu 2, vậy đó là bố đẻ hay bố dượng của chị ấy? Bố mẹ chị ấy cưới nhau từ rất trẻ nhưng lại ly dị ngay sau sinh nhật của nữ idol và người bố bây giờ là bố dượng của chị ấy. Chị Lisa được mẹ và bố dượng nuôi nấng khi còn bé xíu á. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa. Chờ kế có nghe. Chờ già rồi đúng không? Mắt kém tay chân thì run. Chờ già rồi đúng. Sở hữu tài sản nào mà nhiều idol khác không có? Cô nàng tự sắm cho mình một chuyên cơ riêng để đi lại cho tiện, chủ yếu là phục vụ nhu cầu cá nhân thôi á. Chị Lisa ơi, em hâm mộ chị lắm, chị nhận nuôi em đi mà. Câu 4, idol nào được sinh ra ở khu nhà giàu bậc nhất Hàn Quốc? Cô em Jenny này gia thế cũng không phải dạng vừa đâu. Ngay từ nhỏ đã là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Cô được sinh ra và lớn lên ở khu nhà giàu bậc nhất, biểu trưng cho lối sống sang trọng của người Hàn Quốc. Câu 5, mẹ của Jenny làm nghề gì? Khác với mẹ của Lisa là người hậu phương vững chắc cho gia đình, thì mẹ của Jenny là nữ tổng tài giữ vị trí giám đốc cho một công ty truyền thông lớn của Hàn Quốc đấy. Câu 6, Jenny đã được đi du học ở đâu khi còn nhỏ? Ngay từ khi 9 tuổi, Jenny đã được bố mẹ cho đi du học ở New Zealand. Ngậm thiệp vàng từ khi lọt lòng là có thật nha. For 5 years. Wow. Did you study English? I mean, of course I lived there. Wow. Which city did you live in? Do you know any cities in New Zealand? Oh. Was that the law? Của Jenny có muốn nữ idol trở thành người của công chúng không? Mới đầu thì bà muốn chị ấy theo nghề giáo viên hoặc là luật sư, chứ không hề muốn con gái làm ca sĩ. Nhưng khi biết cô có ước mơ trở thành nghệ sĩ, bà đã đồng ý và ủng hộ con gái mình. Làm trong ngành gì? Theo
theo một thông tin rò rỉ chưa được xác nhận từ công chúng, thì bố chị ấy là chủ tịch của một công ty truyền thông. Thìa vàng này cũng chẳng kém cạnh mấy em trong nhóm là mấy ha. Câu 9. Thành viên nào của Blackpink có quốc tịch New Zealand? Roche được coi là bông hồng của nước Úc. Cô sinh ra tại New Zealand và lớn lên ở Úc xịn sò. 10 điểm cho sự xinh đẹp của chị Roche nha. Câu 10. Các bạn có biết bố hay mẹ của chị Roche là luật sư không? Gia đình của Roche là Trâm Anh Thế Việt, có truyền thống học thức. Bố Roche là luật sư quốc tế nổi tiếng, còn mẹ là CEO của một tập đoàn về thiết kế. Chị gái Roche hiện tại cũng đang là luật sư đó. Câu 11. Ai là người ủng hộ chị Roche khi chị ấy đi theo con đường nghệ thuật? Thì không có nói đến, nhưng người luôn dõi theo từng bước là bố chị ấy. Bố chị ấy còn tạo mọi cơ hội để con gái được phát triển một cách tốt nhất đấy. Câu 12. Gia thế của Blackpink thì khủng như thế, còn một nhóm nhạc nữa cũng cách xù không kém. Cùng xem là ai nhé. Theo bạn, ai là người đẹp trai nhất nhóm BTS? Chị là chị Vốt Anh Vi nè. Người đâu mà tài sắc việt toàn, 10 phân vẹn 10 cơ chứ. Hi guys, my name is B. I'm good boy. Câu 13. Anh Vi đẹp trai giống ai nhỉ? Thừa hưởng nhan sắc tuyệt sắc gia nhân từ bố, anh Vi tự tin cho mình là sáng như viên ngọc trong giới K-pop. Ảnh ngày trẻ của bố anh ấy cũng không khác gì minh tinh màn bạc. Cơ mà nhan sắc này đi bộ đội cũng hơi phí đó nha. Câu 14. Bạn thấy anh Vi và Jennie có đẹp đôi không? Là chị chấm 11 trên 10 luôn. Sinh trai đẹp gái sinh ra là dành cho nhau. Ấy thế mà cuộc đời ngang trái chia cắt đôi lứa chứ. Câu 15. Ngoài việc làm ca sĩ, anh Dung Cúc còn làm gì? Chàng nghệ sĩ đa tài này không chỉ có khả năng ca hát mà hội họa cũng vô cùng xuất sắc. Anh trai của Dung Cúc cũng là một người thừa hưởng gen này. Anh đã nổi tiếng với năng khiếu hội họa khi vẽ ra được những bức tranh có chiều sâu và đầy ấn tượng đấy. 차근차근 하자. 이 생각하면서 그렸고 그리고 여기 하늘, 청색과 산, 그리고 빛, 구름, 햇빛 이런 거는 생각하면서 그렸습니다. 근데 생각보다 잘 나와가지고 기분이 좋았어요. 16. Bạn thấy gia thế idol nào khủng nhất? Comment ngay xuống dưới để hứng vía nhé. Video tràn ngập sự giàu có đến đây là hết rồi. Nhớ like và đăng ký kênh để chị Kính có động lực ra video tiếp theo nha. Bye bye.